tình yêu giống như kẹo cao su vậy. Khi bạn cảm thấy nhạt rồi, bạn sẽ thay cái mới. Tôi thì không như thế, vì cô ấy cho tôi cảm giác không thể nào phai nhạt. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình không hề yếu đuối. Cô ấy cho tôi biết rằng mình luôn có thể làm tốt hơn. Đặc biệt cô ấy còn cho tôi một cảm giác thống trị bằng cách gõ vào mồm bất kỳ thằng nào mà tôi ngứa mắt. Cô ấy đương nhiên không phải người yêu tôi, mà là nhân vật chính của ngày hôm nay. Chào mừng đến với tiêu điểm tướng tốc chiến Riven, kẻ lưu đầy. Sinh ra trong giai đoạn chiến tranh Nga Uka nên cuộc đời Riven luôn gắn liền với bom đạn, đao kiếm hay phóng lợn. Nhầm, cái cuối nó gắn liền với đường phố Hà Nội hơn. Vì cống hiến cả thanh xuân cho đế quốc mà vẫn chỉ là cán bộ cấp thấp, Riven bỏ đi lang bạt khắp chốn Inonia xa lạ. Trên hành trình đó, kẻ lưu đầy vô tình gây ra nỗi oan giết thầy cho một kiếm sĩ, khiến hắn bị gọi là kẻ bất dung thứ. Dù hắn có giết thầy hay không thì cũng chả quan trọng, vì bốn thằng đồng đội còn lại cũng đéo thể dung thứ cho hắn được. Cứ thế, Riven đặt chân đến Summoner Swaldrift để xưng bá giang hồ. Là một trong những chùm solo khét tiếng ở đường Baron, Riven gần như chả ngán kẻo một một nào, với khả năng dồn sát thương cực khét ngay từ level đầu. Vậy bộ kỹ năng của Riven thì có gì mà bá đến thế? Nội tại của Riven là kiếm cổ ngữ, ẩn chứa sức mạnh của những ngôn ngữ cổ xưa như C++, C# hay Java, nên kiếm của Riven có thể hủy hoại tinh thần. Sau khi dùng chiêu, đòn đánh thường của Riven gây thêm sát thương lên mục tiêu, có thể tích trữ tối đa 3 điểm. Nội tại là thứ giúp Riven múc nhau cực bá ở đầu trận, với lượng đam luôn vượt trội khi kết hợp xen kẽ giữa dùng chiêu và đánh thường. Xuất thân từ phái Tam Kê, trưởng thành từ vòng tay Tam Dọi Béo, nên chiêu 1 của Riven là Tam Bộ Kiếm, kích hoạt lần 1 và lần 2 sẽ lướt khoảng ngắn gây sát thương, thức thứ 3 sẽ hất tung kẻ địch trong tầm. Đây là chiêu thức quan trọng nhất của Riven, giúp bạn áp đảo kẻ địch ngay từ cấp độ 1 bằng 3 đòn đánh có thêm sát thương từ nội tại. Nếu sử dụng khéo léo, thức thứ 3 cũng sẽ giúp bạn nhảy qua những vùng tường mỏng. Các cụ ngày xưa có câu ăn gì bổ nấy, Riven nhờ vậy mà ăn mạng bổ tung đầu từng thằng nhóc bên kia. Chiêu 2 của Riven là kình lực, cô gây sát thương và làm choáng kẻ địch xung quanh. Với chiêu này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giữ chân con mồi để bổ đầu chúng, vì tay Riven ngắn vãi. Trong combat, một pha kình lực choáng nhiều mục tiêu sẽ là tiền đề tốt để đồng đội cùng bạn ập vào. Đồng đội đâu? Team đâu rồi? Anh Dũng công ty tôi hơi non. Anh Dũng chiêu 3 của Riven thì nó lại khác, với khả năng lướt một khoảng và tạo giáp cho bản thân. Anh Dũng là công cụ tuyệt vời giúp Riven tạo ra những pha outplay lật kèo không tưởng nếu sử dụng đúng thời điểm. Cuối cùng đương nhiên là chiêu cuối, lưỡi kiếm lưu đầy. Với công dụng của thuốc kích dục, kiếm của Riven dài và khỏe ra trông thấy. Sau khi kích hoạt, Riven được tăng tầm đánh và sát thương vật lý gây ra trong một khoảng thời gian, đồng thời cô có thể chém gió trong thời gian hiệu lực. Riven bắn ra một lượng sóng gió gây sát thương dựa trên lượng máu đã mất của địch. Một khi đã đạt được level 5 và nâng được chiêu cuối, lượng sát thương đầu ra dồn lên một mục tiêu sẽ không khác gì một sát thủ, khiến chúng bốc hơi chỉ trong vài khoảnh khắc. Đó, thằng địch đâu rồi? Nắp cống cầu thủ Thiêm Hai à? Vì tay rất ngắn nên thứ mà Riven cần phải là vài thanh kiếm dài. Từ đó, dìu đen sẽ là trang bị đầu tiên cần nâng lên để vả địch tối đen mặt mày. Với nguyên liệu từ khung xương Eren, búa tiến công sẽ là thứ giúp bạn rất trâu mỗi khi đẩy lẻ. Đây là trang bị hiệu quả khi bạn đéo có niềm tin vào bốn thằng người lạ. Còn nếu bạn muốn liên tục combat, hãy đóng lời nhắc tử vong để nhắc chúng rằng bố mày xô vào thì mày chết cụ rồi con. Bổ sung khả năng hồi phục và chống chịu bằng vũ điệu tử thần, bạn sẽ thực sự trở thành tử thần trong mắt mấy thằng nhóc bên kia. Móng vuốt Steyrock cùng giáp thiên thần là hai món đồ cuối cho Riven để lấy khả năng tạo giáp và hồi sinh. Bằng list đồ hoàn hảo này, Riven trong tay bạn sẽ phát huy được sức mạnh tối đa, vừa có sát thương đầu ra, dùng chiêu thả ga, vừa không sợ phải đi chầu ông bà. Ngoài ra nếu bạn muốn chơi theo lối sát thủ, có thể ưu tiên những trang bị như Dạ Hương Drakta, kiếm ma gaming hay kiếm âm phủ. Những trang bị trên không chỉ đem lại lượng sát thương lớn như lối build truyền thống, chúng còn giúp bạn được bốc hơi ngay lập tức khi mới bước vào combat. Về ngọc bổ trợ, chinh phục sẽ là ngọc chính bắt buộc cùng với ngọc phụ đắc thắng, thợ săn hút máu. Bảng ngọc trên sẽ đảm bảo cho Riven khả năng duy trì sát thương và hồi phục, giúp bạn trụ đường hay giao tranh đều tối ưu, ít nhất là tối ưu hơn chip của Intel. Trong giai đoạn đi lên, việc của Riven là tạo áp lực solo queue, đè đầu cưỡi cổ địch xuống dù chúng có là tay ngắn hay tay dài. Hãy đứng cao ngang hoặc trên mặt lính để khiến chúng khó bước lên farm. Một khi thấy được cơ hội, đừng ngần ngại lao lên trao đổi chiêu thức, tìm kiếm một pha solo queue sớm snowball. Nếu kẻ địch chơi quá an toàn, hãy dọn lính nhanh để di chuyển loanh quanh cắm mắt lấy thông tin. Kẻ địch bên kia là TF với khả năng dịch chuyển đi ganh khắp nơi, hãy khóa chặt hắn lại bằng cách chặt hắn ra. Bạn FK và bị di ganh chặt cho họa mi nó đéo hót trở lại được luôn. Là một người đi top, hãy cứ kệ con mẹ nó đồng đội đi. Team combat, ta cứ đẩy. Team chạy loanh quanh như lũ máy thiểu năng, ta vẫn cứ đẩy. Team địch dí sấp mặt lờ, ta cứ chạy. Mẹ lũ chó này, bố mày câu cả team nó rồi thì đẩy đi chứ. Ngoài là một hung thần đường Baron, Riven cũng như một tắc răng nhí ở vị trí đi rừng, tận dụng khả năng dọn quái rừng nhanh nhờ nội tại và chiêu 1. Hãy khởi đầu bằng bùa đỏ rồi thực hiện vòng rừng một cách bình thường. Kỹ năng của Riven cũng rất cơ động, cũng như có khả năng khống chế tốt, nên việc đi ganh ra các lên là cực kỳ đơn giản. Trong combat tổng, hãy sồ vào chủ lực địch khiến chúng phải lùi lại phía sau hoặc bị bửa cho tụt huyết áp nếu không kịp lùi về. Nếu lũ chó ADSP team bạn không có tác dụng trong giao tranh, khiến team luôn thua combat thì bạn hãy rate 1 sao. Vì cái game nông trại này cho bạn trải nghiệm cảm giác giải trí trên di động như cái đầu b****
khiến bạn lại phải quay lại trải nghiệm giải trí trên máy tính cũng như cái đầu nốt. Với việc tối ưu thao tác trên mobile, dù bạn mới chơi hay chơi lâu đều có thể múa Riven một cách cực kỳ mượt mà. Tuy nhiên, để hỗ trợ người mới nhanh thuần thục, nhà phát hành đã cho ra những skin xịn sò như Riven ngáo đá, Riven thương binh ánh sáng, Riven giả lập. Với những trang phục trên, dù là bạn múa dẻo hay là múa như cứt thì Riven của bạn vẫn sẽ mạnh. VL, tin tôi. Trước khi kết thúc video này, tôi xin gửi lời chúc mừng tới cộng đồng tốc chiến. Đội tuyển tốc chiến Việt Nam mới đây đã đem về huân chương vàng tại SEA Games 31, hay trước đó là vô địch WCS bằng việc đánh bại Flash Group với tỷ số tuyệt đối. Trong đó công không nhỏ đến từ Riven trong tay Shy. Không văn nào tự nhiên mà tuôn chảy, không võ nào chẳng luyện mà vẫn múa hay. Nên là đấy, muốn võ công cao cường như Shy thì pick ngay Riven mà tập đánh đấy.